Trong năm 2017, số người Việt kết hôn với người Đài Loan lên tới 6.076 người. Đứng thứ hai đó là người Nhật với 952 người và Indonesia là 807 người. Đông Nam Á là khu vực có cư dân kết hôn với người Đài Loan nhiều nhất, chiếm 40%. Và lần đầu tiên kể từ năm 2005, vượt qua lượng người đại lục kết hôn ở hòn đảo này. Trong khi số người gốc Đông Nam Á, Hồng Kông, Macau và các nơi khác lấy vợ hoặc là chồng Đài Loan đều tăng trong năm ngoái, thì con số này giảm hơn 1.000 người với gốc đại lục. Phần lớn người ngoại quốc kết hôn với người Đài Loan đó là phụ nữ, chiếm gần 75%, dù là khoảng cách về giới đang ngày càng thu hẹp theo giới chức hòn đảo. Taiwan News cho hay, các cô dâu người Việt đã hình thành nên một trong những nhóm người nhập cư lớn nhất sinh sống ở Đài Loan. Ngoài lý do về tình yêu, một lượng lớn phụ nữ Việt quyết định kết hôn với đàn ông Đài Loan vì là mong muốn có một cuộc sống tốt đẹp hơn. Tuy nhiên, họ cũng phải đối mặt với nhiều trở ngại như là rào cản ngôn ngữ, khác biệt văn hóa, thiếu hiểu biết về luật hôn nhân. Nhờ chính sách ưu đãi của chính quyền Đài Loan với người nhập cư mới, phụ nữ Việt ngày càng thích nghi tốt hơn với cuộc sống ở đây. Các cô dâu ngoại quốc được học tiếng, học nghề và hỗ trợ tìm việc làm. Do đó, các cô dâu người Việt dễ dàng hội nhập vào xã hội Đài Loan hơn và xây dựng cuộc sống hôn nhân hạnh phúc và củng cố vị trí của mình ở trong xã hội Đài Loan. Có nên lấy Việt Kiều và con Mỹ định cư hay là không? Kính thưa quý vị, đây là một bài chia sẻ và tâm sự của một người thiếu nữ đang có kế hoạch lấy một người thanh niên sống tại Hoa Kỳ. Bố mẹ tôi phản đối vì không biết gì về lai lịch, gốc tích của anh ấy. Chẳng rõ người ta tốt hay xấu, cũng có thể đang dụ dỗ con gái mình để thực hiện ý đồ xấu xa thì sao? Tôi 27 tuổi, tuổi mà các cụ xếp và dặn ế gia đình đã mai mối cho người này người kia. Họ đều rất tốt nhưng thực sự tôi không có tình cảm. Trước đó tôi được một người bạn giới thiệu cho anh Việt Kiều Mỹ, lớn hơn tôi 2 tuổi. Vì khoảng cách địa lý chúng tôi chỉ nói chuyện qua điện thoại chứ chưa có cơ hội gặp mặt. Anh tỏ ra rất quan tâm và nói lời thương tôi. Tôi cũng có thiện cảm với anh. Dự định của anh là trước Tết sẽ nhập xong quốc tịch Mỹ, lấy được hộ chiếu sẽ bay về Việt Nam gặp tôi. Quê gốc của anh ở Sài Gòn, còn tôi thì ở ngoài Bắc. Tôi đã đoán được bố mẹ sẽ phản đối khi quen một người chưa rõ lai lịch. Là có khoảng cách quá xa như vậy, nhưng giấu như thế là chuyện không được, tôi kể hết cho bố mẹ nghe. Bố mẹ phản đối gay gắt, có ba vấn đề chính. Thứ nhất là ba mẹ đã nuôi tôi ăn học, bỏ ra một khoản tiền lớn để lo cho tôi vào cơ quan nhà nước. Tôi đang làm việc ở Hà Nội. Theo như bố mẹ, được biên chế là có sự ổn định dù mức lương rất thấp và tôi chỉ cần lấy một anh chồng có nhà Hà Nội là xong. Thứ hai là tôi quen Việt Kiều sau này sẽ sang định cư Mỹ, ví dụ là thế, thì đó là sự ích kỷ, bất hiếu bởi tôi bỏ tất cả gia đình, anh em, bạn bè để ra đi. Thứ ba là bố tôi không biết gì về lai lịch, gốc tích của anh ấy, biết người ta tốt hay xấu, cũng có thể đang dụ dỗ con gái mình để thực hiện ý đồ xấu. Nếu may mắn lấy được người chồng tốt thì qua Mỹ không biết ngôn ngữ, không có việc làm, nhiều điều nảy sinh trong hôn nhân thì biết đi về đâu. Tôi đang ngẫm nghĩ những điều bố mẹ nói đều là những điều đúng đắn, nhưng sự thật trong tôi vẫn khao khát được định cư ở Mỹ. Mặc dù biết trong đó có sự hên xui nhất định, cũng xin quý vị chia sẻ một chút lời khuyên để có thể gợi ý cho tôi. Thực sự trong lòng tôi rất đắn đo và tuổi xuân trôi qua rất nhanh. Xin chân thành cảm ơn quý vị. Xài thẻ tín dụng đúng cách thì mới có thể có điểm tín dụng tốt. Nên trả hết các khoản đã xài trong thẻ tín dụng hàng tháng. Chỉ với những khoản nợ lớn không thể trả hết một lần thì hãy trả dần. Khi trả phải luôn luôn trước kỳ hạn từ 3 đến 5 ngày. Trả quá hạn sẽ bị phạt và trừ điểm tín dụng ngay. Xài bao nhiêu tiền trong thẻ là tốt cho điểm tín dụng? Đối với mỗi thẻ tín dụng, chỉ nên xài 30% của mức tín dụng là tốt nhất. Thế thì xài bao nhiêu thẻ thì tốt cho điểm tín dụng?
Nếu chỉ để Beauty Card Reddit thì sai một thẻ mà trả đúng hạn đều đặn là tốt rồi. Tuy nhiên, khi đi mua nhà và xin vay nợ mua nhà, ngân hàng cần xét đến 3 nguồn tín dụng khác nhau. Do đó, nếu có thể quản lý được, một người nên có 3 thẻ tín dụng. Có 3 thẻ nhưng chỉ xài một hoặc là hai thẻ cũng tốt. Trong trường hợp mình chỉ có một thẻ tín dụng, khi đi mua nhà, ngân hàng sẽ xét đến các yếu tố phụ như việc trả tiền thuê nhà, trả tiền bưu điện, nước, vân vân. Cũng có thể tham khảo một số thẻ tín dụng của nhà băng hoặc là công ty Discovery, Citibank, Wells Fargo. Đó chỉ là một vài cái tên gợi ý. Và nhớ lựa cái nào không phải trả lệ phí hàng năm. Citibank và Wells Fargo đều là những ngân hàng nổi tiếng là bảo thủ và khó khăn trong việc xét cấp tín dụng. Tuy nhiên, khi đã có được credit history tốt với họ, việc xét duyệt để được vay mua nhà, mua xe của mình thì sẽ thuận lợi hơn rất là nhiều. Còn đối với các du học sinh mới vào đại học tại Mỹ, các bậc phụ huynh không nên xài cho các em để có thẻ tín dụng. Lý do là vì nếu các em không biết cách quản lý chi trả, cha mẹ sẽ cùng bị bad credit. Đã có nhiều trường hợp các em xài và nợ thẻ tín dụng lên đến vài chục ngàn USD mà không biết, sau đó ngân hàng bắt cha mẹ phải trả thay. Hãy để các em tự xin credit card. Trong các đại học đều có giới thiệu các công ty chuyên cấp tín dụng cho sinh viên. Nên khuyên các em là đi dự các lớp financial literacy, tạm dịch là tài chính nhập môn, để biết cách sử dụng, chi trả nợ tín dụng một cách phù hợp. NHS có tổ chức những lớp học này miễn phí. Sang đến trường hợp những người đã nợ thẻ tín dụng nhưng do hoàn cảnh khó khăn, do thất nghiệp, làm ăn thua lỗ v.v. nên không có khả năng chi trả, tình hình sẽ phức tạp hơn nhưng vẫn có khả năng dàn xếp được một cách ổn thỏa. Thông thường khi nhà băng gặp một thân chủ không chịu trả nợ, sau một thời gian nhắc nhở, đàm phán, họ sẽ bán nợ lại cho một công ty chuyên đi đòi nợ, collection. Thường thì những công ty này làm việc khá là đá cá lăn dưa, gọi phone liên tục, ham dọa thân chủ với mục đích đòi cho được nợ để còn được hưởng hoa hồng. Nếu những công ty này nhắm cũng không đòi được nợ, có khả năng là họ sẽ kiện ra tòa. Như vậy khi mình nhắm mình không còn khả năng trả nợ được nữa, hãy viết thư cho ngân hàng giải thích lý do và đưa ra những bằng chứng về khó khăn của mình. Hầu hết các trường hợp là ngân hàng sẽ tìm cách giúp mình dàn xếp lại công nợ để hai bên cùng có lợi. Đừng có lờ để cho ngân hàng phải đẩy mình sang collection. Khi đã phải đàm phán với công ty collection thì mình phải cứng rắn và cho họ biết là mình biết rằng có luật pháp bảo vệ người tiêu dùng. Nếu họ có hành vi lời lẽ khiếm nhã thì tìm cách ghi lại để làm bằng chứng họ vi phạm luật. Đàm phán với họ thì trả giá mạnh tay vào để có được số tiền phải trả càng thấp càng tốt. Vì tâm lý của họ là chỉ muốn lấy được tiền và lấy được chừng nào hay chừng đó. Khi đã thỏa thuận được số tiền mà họ đồng ý nhận để xóa nợ, bắt họ gửi thư đồng ý bằng văn bản đàng hoàng. Và khi trả tiền cho họ nên trả bằng money order là tốt nhất. Tuyệt đối là không cho số tài khoản của mình, bởi vì họ có thể lấy đúng số tiền mà mình nợ chứ không phải là số tiền thỏa thuận. Trong trường hợp đã bị đưa ra tòa và đã có trách hầu tòa thì người mắc nợ nên có mặt trong phiên tòa đó. Đa phần tòa án có khuynh hướng bảo vệ người tiêu dùng hơn là các công ty đòi nợ. Nếu mình vắng mặt thì tòa phải xử các công ty đòi nợ thắng. Lúc đó họ được áp phép áp dụng những biện pháp siết nợ mạnh tay hơn một cách hợp pháp. Đến nước này thì mọi thiệt thòi mình sẽ phải gánh chịu mà thôi. Hãy cảnh giác với những dịch vụ hứa là sẽ sửa được điểm tín dụng từ xấu thành tốt. Những dịch vụ này đa phần mang tính chất lừa đảo. Về vấn đề quản lý tín dụng là nên tập cho mình một thói quen ngăn nắp trong việc theo dõi việc chi tiêu và trả nợ tín dụng. Thí dụ như là nên mở một hồ sơ ghi lại những khoản trả hàng tháng bằng thẻ tín dụng, thời gian đáo hạn là ngày nào để trả nợ cho đúng hạn. Hồ sơ này cũng giúp ta phát hiện ra những bất thường trong việc chi tiêu, từ đó là sẽ điều chỉnh lại sự sai sót ngay khi xảy ra. Đã có những trường hợp nhiều người bị bad credit mà không phải là do những khoản chi tiêu của mình, do có sự lầm lẫn trong tên họ, hồ sơ cá nhân v.v. Chỉ nên dùng thẻ tín dụng để mua sắm những thứ thật cần thiết như là đổ xăng, đi chợ, trả tiền nhà. Và nên hạn chế dùng thẻ tín dụng để mua sắm những thứ xa xỉ. Hiện nay có những khóa chữa bệnh miễn phí cho những người bị nghiện mua sắm, giống như việc chữa bệnh tâm lý vậy.
và ý thức rằng thời hoàng kim của chủ nghĩa tiêu thụ tại Mỹ đã qua rồi và chắc chắn sẽ không có khả năng quay trở lại. Trước đây nước Mỹ giàu có, thừa tư bản nên dùng sự ngu sắm, ăn xài hoang phí của người dân làm động lực để phát triển nền kinh tế của mình. Kết quả là nước Mỹ đang trở thành con nợ lớn nhất của thế giới, cho dù vẫn là cường quốc kinh tế số 1 của thế giới. Một nghịch lý thật là mỉa mai. Từ nay đến tương lai, các ngân hàng của Mỹ sẽ phải siết hầu bao lại để giảm thâm thủng mậu dịch. Người dân cũng phải tự cứu lấy mình bằng cách tạo một thói quen lành mạnh hơn trong việc mua sắm bằng thẻ tín dụng. Còn đối với các bạn sinh viên mới đặt chân qua Mỹ là ngay tuần đầu cần mở một tài khoản tại một ngân hàng có địa điểm thuận tiện tại nơi của bạn sinh sống. Để hết tiền mặt vào tài khoản và tạm thời là dùng credit card khi chưa có credit card. Một điều lưu ý khi mở tài khoản là một số ngân hàng có quy định về quy trình số dư tài khoản, nên bạn cần chú ý là theo dõi số dư tài khoản để tránh bị tính phí. Nếu trường hợp bạn có credit union và bạn làm TA or RA cho trường thì có thể đăng ký mở thẻ tín dụng ngay trong vài tháng đầu để tích lũy điểm tín dụng Bill Red Card History. Nếu bạn không muốn mở một tài khoản qua Red Union hay là không làm việc trong trường thì có thể mở Skill Red Card. Hình thức thẻ tín dụng được đảm bảo bằng chính tài khoản checking của bạn. Điều này có nghĩa là thay vì tiêu tiền từ tài khoản checking, bạn dùng Skill Red Card với hạn mức được đảm bảo rằng số dư tài khoản checking của bạn. Đây là hình thức thẻ tín dụng khá phổ biến giúp sinh viên quốc tế tích lũy điểm tín dụng để điều kiện mở unsecured credit card sau một thời gian sử dụng. Thế thì lợi ích khi sử dụng thẻ tín dụng là gì? Thứ nhất là tích lũy điểm tín dụng. Điểm tín dụng vô cùng quan trọng đối với cuộc sống ở Mỹ, đặc biệt với những bạn có ý định sống, học tập và làm việc lâu dài ở Mỹ. Hầu hết mọi người đều dùng thẻ tín dụng và đều vay nợ dưới các hình thức như vay học phí, vay mua nhà, mua xe. Chính vì thế, chính phủ Mỹ xây dựng một hệ thống tín dụng để theo dõi và kiểm soát hành vi tiêu dùng, lịch sử vay nợ của người dân để từ đó đánh giá mức độ tin cậy của người vay. Nếu bạn luôn trả nợ đúng hạn, quản lý nợ tốt và không trả thiếu, trả chậm thì bạn sẽ được xếp vào hạng có uy tín tín dụng tốt, Good Credit. Uy tín tín dụng ảnh hưởng đến mọi mặt cuộc sống của người dân Mỹ, từ việc nhỏ như ký hợp đồng điện thoại, internet hay là hợp đồng thuê nhà. Họ sẽ kiểm tra điểm tín dụng của bạn để đánh giá xem bạn có đủ điều kiện để xây dựng, sử dụng dịch vụ hay là thuê nhà, mua xe hay không. Khi bạn mua bảo hiểm xe, họ sẽ kiểm tra điểm tín dụng của bạn để xác định mức đóng bảo hiểm. Điểm tín dụng càng thấp thì mức bảo hiểm càng cao. Khi bạn muốn vay mua xe, mua nhà, điểm tín dụng sẽ là mấu chốt để các ngân hàng và tổ chức tín dụng xác định hạn mức cho vay và mức lãi suất. Nếu điểm tín dụng của bạn thấp thì số tiền bạn được vay sẽ thấp và mức lãi suất sẽ bị đẩy cao lên. Sử dụng thẻ tín dụng đều đặn và đúng cách sẽ giúp bạn tích lũy điểm tín dụng và mang lại nhiều lợi ích cho cuộc sống lâu dài tại Mỹ sau này. Trong nhiều trường hợp, nếu sử dụng thẻ tín dụng, bạn có thể từ chối thanh toán với ngân hàng cho các giao dịch mua bán với lý do là chính đáng như hàng hỏng, kém phẩm chất. Nếu bạn trả tiền mặt hoặc là check thì sẽ phải khả năng đòi lại được tiền là sẽ khó khăn hơn là nhiều. Một số thẻ tín dụng có dịch vụ hoàn lại tiền cho khách hàng từ 1 đến 5% trên tổng số tiền thanh toán, tùy vào từng mặt hàng, tùy vào chính sách của từng thẻ tín dụng. Họ sẽ chia các categories được hưởng chế độ cashback với mức hoàn lại khác nhau. Ví dụ như Trace Red Card cho phép người dùng được hưởng 5% cashback cho các giao dịch mua bán xăng, thực phẩm, grocery hoặc là ăn ngoài, dining và đồ gia dụng. American Express cũng áp dụng chính sách cashback cho người dùng với mức là 2-3% tùy theo từng mặt hàng. Đối với vấn đề giảm giá và khuyến mãi thì một số thẻ tín dụng liên kết với các công ty, tổ chức khác nhau cho phép bạn mua hàng hay là sử dụng dịch vụ được giảm giá nếu dùng thẻ tín dụng của họ. Một số thẻ tín dụng còn có chương trình khuyến mãi tặng cashback cho khách hàng mở thẻ với mức ưu đãi khá là hấp dẫn.
Có những trường hợp mở thẻ Trace Record được tặng lại là 150 đồng nếu xài 500 đồng trong vòng 3 tháng đầu tiên sau khi mở thẻ, hay là American Express được tặng 250 đồng nếu xài 1.000 đồng trong vòng 3 tháng đầu tiên. Với một số thẻ tín dụng, khi bạn dùng Record được một thời gian thì sẽ được cấp thẻ Platinum. Nếu bạn dùng thẻ Platinum này để thuê xe thì ngân hàng sẽ bao luôn bảo hiểm. Nếu trên đường đi mà xe bị hỏng hoặc là va quẹt thì ngân hàng sẽ thanh toán. Bạn nên hỏi kỹ trong tin thông tin này thì từ thẻ tín dụng mà bạn sử dụng. Cách chung để tính tích lũy điểm tín dụng. Điểm tín dụng được tính dựa vào các thành phần cùng tỷ lệ của mỗi thành phần như sau: 35% dựa vào payment history, 30% dựa vào số nợ, 15% dựa vào grant of credit history, 10% dựa vào số tài khoản mới, 10% dựa vào sự đa dạng các loại nợ. Bạn nên lưu ý là luôn luôn trả nợ đúng hạn, vì chỉ cần một lần lỡ sẽ nằm trong history đến 7 năm. Bạn nên cài chế độ gửi email hoặc là tin nhắn nhắc nhở hoặc là chế độ trả tự động để tránh trường hợp bận việc quá mà quên trả. Bạn nên trả toàn bộ số tiền nợ nếu có thể, nếu không thì ít nhất cũng phải trả mức tối thiểu. Và nên cố gắng giữ tỷ lệ sử dụng tín dụng thấp càng tốt, tối ưu là dưới 10% và không nên để quá 30%. Và nên hạn chế mở thẻ tín dụng tràn lan, vì mỗi lần bạn mở thẻ họ sẽ kiểm tra điểm tín dụng của bạn và mỗi lần như vậy sẽ được ghi vào record. Càng nhiều inquiries sẽ càng gây ảnh hưởng xấu đến credit của bạn. Lưu ý là inquiries trong vòng 14 ngày được tính là một inquiry, cho nên nếu muốn mở nhiều thẻ tín dụng thì nên mở cùng lúc trong vòng 14 ngày để hạn chế việc tăng số inquiries. Kính thưa quý vị, một chút thông tin kênh xin gửi đến quý vị. Xin chân thành cảm ơn quý vị đã dành thời gian quý báu để lắng nghe, cũng như dành thời gian để nhấn đăng ký và thích kênh để quý vị có thể nhận được những video mới nhất từ kênh. Xin trân trọng.